Vụ gì đây? Kuning AK gì đây? Máy ra nhiệm vụ máy. Ban trang hội quán bí mật ở gần thành Inazuma gần. Như đang tôi chất một đề hội loạn đáo. Cũng là chiến sĩ khó khăn chiến đấu, hai mà vật chiến đấu đều có thể thua được. Tổ đội hai người để phô trương thanh thế võ tướng trên đấu trường và tan nhiệt huyết cho trận chiến. Đã một thời gian kể từ khi Kunin Eki lần trước kết thúc, giờ đây là lần nữa xuất hiện ở Inazuma. Toàn mấy cái tay tiếng Nhật không, không có, nó không có cái ngôn ngữ thuần quỷ kia. Này, võ sĩ nước ngoài kia. À, gặp nhau rồi, biết thằng đó rồi. Đúng vậy, là gặp nhau rồi. Dáng vẻ của bạn quả nhiên vẫn ngày ngày như ngày nào. Khổ tóm lại, mấy ngày nay hình như có ở đó là đoàn bí mật tổ chức Hikunin AK. Lạ nữa à. Tuyệt. Có lẽ là tư thế anh hùng lúc chiến đấu của bạn đã thu hút nhiều người hơn. Thậm chí khán giả cũng thái nhiệt với sao tròn. Nóng lòng muốn thử, e cũng muốn trực tiếp tham gia vào buổi lễ. Nói thật, tôi cũng không ngờ là Hyakuniniki lần này là đánh nhanh như vậy. Tóm lại, ở đây đông người không thích hợp lắm để bằng những chuyện này. Vẫn như cũ nhé. Đi theo tôi, follow me. Đến rồi, ở đây vẫn là quy tắc cũ, chỉ cần bạn bước vào cánh cửa vô cùng khả nghi này là sẽ có thể bước vào đấu trường. Lần này cũng vô cùng khả nghi đấy. Tóm lại, lần này ta cũng sẽ ghi lại tư thế anh hùng lúc chiến đấu của bạn, cổ vũ thật lớn cho bạn. Được, ta không thể đợi được hơn nữa. Lương con thái thật phiền phức. Lần này xin hãy để tôi để được chứng kiến bằng múa kiếm rực rỡ của bạn nhé. Bảy mươi viên thạch à, cái này theo từng ngày mà, 3 ngày 4 ngày à, chắc mấy cái ẻ kia cũng như nái ngày nào đi ngày nái thôi à, ngon có nguyên thạch được rồi. Ủa nó nói gì ta? Đây 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 cánh cổng thần bí ở gần thành Inazuma có thể dẫn đến một hội quán bí mật. Bên trong đang tổ chức một đại hội loạn sĩ khô khốc chiến đấu, hay mà vật hiếu chiến đều có thể thông, đều có thể thông. Có chuyện gì sau? Về cuốn tiểu thuyết của anh, chuyện này nó ra cũng thật đáng tiếc. Trước đây vào lễ hội Eiru Dori, ngọn gió chết chóc thổi về phía võ sĩ tóc vàng, không bắn được bao nhiêu cái. Nhưng không sao, đó chỉ là phần mở đầu của chuyện hành trình đầu ngò của quẻ ngoại bò. Tác phẩm tiếp theo chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Tiêu đề là Hoa Kiến Đoạt Mạng, quá ghê gớm. Thì tay vẫn chưa nghĩ ra nội dung cụ thể viết như thế nào.
Nhưng tôi tin rằng sau khi trận chiến này của bọn, chắc chắn tôi sẽ viết được tác phẩm hay nhất. Anh không giữ thi sao? Tôi thật sự không có năng khiếu chiến đấu, chỉ mà có thể ghi lại vẻ ngoài chói sáng của các quả sĩ thôi. Đặc biệt là sau khi chứng kiến kỹ năng kiếm thuật của bọn, tôi cũng thấy thay vì trực tiếp tham gia cuộc thi, dùng ngôn từ viết lại những mòn múa kiếm như ánh mặt trời vượt thời gian mới là sứ mệnh của tôi. Nếu có thể tái hiện lại hào quang được rỡ như những giữa những hòn chữ thì cũng đang gọi là đỉnh cao của võ thuật chẳng nhỉ. Ok, tiễn tiễn tiễn. Những quả quân quẩn quân này hình như là những thứ mà ta tìm kiếm kho báu của ta mà lật lấu vào đây. Bất luận thế nào, những kẻ thiếu với tâm chiến đấu này sẽ không thể lấn áp được hào quang của cơn lốc vào. Và nó để mô tả ở thêm chi tiết của kẻ địch. Nhấn vào nút ở cái biên chế à. Đào nút nào đâu? Có thấy cái nút nào đâu? Nhấn vào nút ở gác biên chế à. Chưa kết được mà. Từ lâu. Cho dùng thử nhân vật à. Tinagi level top 10. Tinagi thấu ha. Bỏ nhà lữ hành đi. Rồi, dùng ủa cái gì mà tầm lâm vậy, một hai ba bốn năm sáu đậu gì vậy, what the hell. Lisa với là Song Linh mà Lisa với Song Linh Giang Phi với là gì chẳng biết kiếp nè. Trong 15 giây sau khi đậu ra trận, khi nhân vật kích hoạt phản ứng khuếch tán, lên kế địch sẽ sinh ra nguyên tố hạt nhân khuếch tán không dụng, gây sát thương nguyên tố nè. Cái hơi ra được á, hút kẻ địch giang tố phao xong thông qua học nha, không có học nhân thật, thông qua gây sát thương cho cái địch, cái địch là cái hệ chọn cái này đó. Ví dụ cái này là chờ cái này thằng nguyên tố đi, dùng cái nguyên tố rồi chắc dùng nguyên tố ổn định hơn, đâu có đủ hệ thổ để xài đâu. Tiếp theo là đủ mà không đủ tướng luôn rồi, Karankai với Sapro. Thủy với pha hầu đi lúc vừa nè, đi đi lúc vừa lại Sacro. Cái này là con có đăng ca là DPS không, sao con này hang đã luôn. Tiếp theo đội tiếp theo là hai tướng luôn rồi đây, mới vẽ thì của hai tướng luôn này, không đủ chào luôn á, đó hai tướng luôn rồi đây,
Bắt dòng ly chờ luôn. Vỡ. Hay rồi, hay rồi. Có đỡ chưa thiết lập nhân vật hoặc bí kỹ xác nhận. Bí kỹ à? Nãy trang bị à, trang bị. Ủa là sao đậu vậy? À, dùng nguyên tố. Đúng rồi. Gì có đậu chưa thiết lập biết kỹ gì nữa. Không hiểu á, làm thời gian là cái gì? Sức chiến đấu của đội này dũng mạnh rồi. À, đổi sang đội khác rồi. Sức chiến đấu đầu dũng mạnh. Đấu đầu liên tục luôn á. Nhiều đầu ghê á. Yeah. Sập râu, gom lính, gom. Dũng mạnh, đảo tiếp. Cả đó, khuyên. Khổ lại. Mất rồi. Để mà giống quá trời. Giống quá trời luôn. Đồ mạnh vậy ta. Như nó không liên quan đến cái đồ mặc định của mình hay sao? 岩石的重量令人安心，该打扫战场了。天地长驱，迷奸不摧。别逃哟，快点投降吧。嘿，速速退下，绿火。 斩草除根，障眼法。嘿，焚烧吧！送上门的是万影珠帘。看不见了。丹书铁骑。送上门的是。确认安全距离。Subro，Subro，在此宣判。 Bắt tiếp. Đâu nữa. Á đù, toàn hình ấy. Toàn hình. Sức chiến đấu là dũng. Còn khó đánh ghê á. Bé. Thua rồi.
không biết được đủ không. Ngon hơ, ví dụ ngon hơ là đủ không ta, để xem nữa. Ngon hơ đủ không biết. Không đủ, không đủ à. À điểm hơi ngon mới đủ à, hiểu rồi, hiểu rồi. À nó chăm cứ này cũng phải nhiệm vụ gì là sự kiện thôi. Thôi dừng dừng video thôi, chào các bạn nha.